Sông Mê Công đã đổ vào lãnh thổ nước ta qua địa phận của hai tỉnh nào? Anh chị có ở của em là Vĩnh Long và An Giang. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Đinh Tùng. Câu trả lời của em là Tiền Giang và Hậu Giang ạ. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó là Đồng Tháp và An Giang ạ. Rất tiếc là chưa thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi này. Hiện nay thì hơn 70 triệu người, tương đương với 1/3 tổng dân số 4 quốc gia là Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia đang sinh sống trong lưu vực sông. Vì vậy, việc sử dụng tài nguyên nước bền vững của sông Mekong phải được đặt lên hàng đầu trong chính sách của mỗi quốc gia. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho anh Đức. Anh Đức có nói với chúng tôi là anh Đức là một vitamin rất tích cực và vui vẻ, mà vui vẻ thì mới làm được nhiều việc. Vui vẻ mới ghi được điểm đúng không Đức? Dạ. Nào, tâm trạng tốt lên. Câu hỏi tiếp theo, bạn có muốn là chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em để cái đấy ở cuối, nếu mà cần. Em sẽ sử dụng nó nếu cần. Nếu cần thôi đúng không ạ? Còn bây giờ là chưa cần đúng không ạ? Dạ. Câu hỏi dành cho anh Đức như sau, chúc bạn thành công với câu hỏi này. Tháng 4 vừa rồi, The De Beers Blue, một viên kim cương xanh 15,10 carat đã được đấu giá thành công bởi nhà đấu giá Sotheby's. Màu xanh lam của viên kim cương này là do sự hiện diện của một lượng nhỏ nguyên tố nào trong mạng tinh thể kim cương? Câu trả lời của em là magie ạ. Xin mời những câu trả lời khác ạ. Xin mời Đinh Tùng. Câu trả lời của em là coban ạ. Đáp án của chúng tôi, trong số các loại kim cương màu hiếm nhất, kim cương xanh là một loại kim cương tuyệt vời của tự nhiên. Màu xanh lam của chúng thường là do sự hiện diện của một lượng nhỏ nguyên tố boron trong mạng tinh thể kim cương ạ. Rất tiếc chưa có bạn thí sinh nào đưa ra được đáp án chính xác trong câu hỏi này. Bây giờ thì anh Đức sẽ còn một câu hỏi có giá trị 30 điểm nữa. Bạn có thử sức với ngôi sao hy vọng không? Tinh thần của em đến đây là lần này là hoặc là em được 165 hoặc là em trở thành Harry Mắc Hài. Nên em chọn cho nên em xin chọn ngôi sao hy vọng ạ. Vẫn luôn là sự vui vẻ và tích cực đáng yêu vô cùng của anh Đức. Câu hỏi của anh Đức như sau. Dân gian có những câu chu chi rành rành cái đanh nổ lửa, con ngựa đứt cương, ba vương tập đế cấp kế đi tìm, hú tim bắt ập. Ở đây ba vương là ba vị vua nào? Em mời các bạn còn lại ạ. Vâng, lời nói của anh Đức cũng thay cho câu của chúng tôi rồi ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Nguyên Sơn. Em nghĩ là ba vị vua ở đây đó là Hàm Nghi, Đồng Khánh và Kiến Phúc ạ. Chu chi rành rành có nghĩa là bố cáo cho mọi người đều biết. Cái đanh nổ lửa nói về việc thực dân Pháp nổ súng gây hấn. Còn ngựa đứt cương chỉ việc băng hà của vua Tự Đức và sự rối loạn của triều đình Huế lúc bấy giờ. Ba vương tập đế nói về việc trong vòng chưa đầy 4 tháng sau khi vua Tự Đức mất đã có liên tiếp 3 vị vua thay nhau lên ngôi. Đó là Hàm Nghi, Kiến Phúc và Hiệp Hòa. Tiếc Nguyên Sơn chưa giành được điểm trong câu hỏi này. Và phải nói rằng phần thi về đích kết thúc, nhưng mà cái sự đáng yêu thì sẽ luôn động lại trong trái tim tôi. Anh Đức ạ, cảm ơn bạn. Anh Đức có thể về vị trí và nghỉ ngơi. Chúc mừng em.